Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học hướng dẫn phần mềm Agit 10.8 nha. Hôm nay tôi hướng dẫn bạn bài số 5, khái niệm về Fitlat. Fitlat là một đơn vị chứa các đối tượng không gian của bản đồ, có kèm theo bảng thuộc tính và cung cấp dữ liệu cho một lớp của tâm ạch map. Mỗi một lớp có chứa một đối tượng không gian. Khi tạo một Fitlat thì các bảng thuộc tính tự tạo theo. Còn cách tạo như thế nào để qua bài số 6 đi nha. Bài 6 là tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo như thế nào cụ thể với từng cái luôn. Ở đây. Còn ảnh ví dụ đây. Đây là Fitlat đây các bạn. Đầy đủ cho các bạn xem luôn. Rồi cảm ơn các bạn đã nghe và chúc các bạn thực hành thành công ạ.